Hello, xin chào các tình yêu của CC. Hàng của các bạn về tới rồi. Cái máy này nè, CC chỉ còn khoảng chừng 10 cái nữa thôi ha. Chị em nào mua, bây giờ có liền. Còn nếu mà nó hết rồi thì các chị em phải chờ hơi lâu một chút. Có màu trắng và màu đen ha. Nhất là các chị em nào đi làm và các chị em nào chuẩn bị đi Việt Nam đi chơi này nọ đó thì cái máy này nè. Steam, máy này nè. Steam ha. Còn khoảng 10 cái là hết ha. Mỗi lần order nó hơi lâu. Cho nên nếu mà có sẵn như vậy mà bạn nào mua được thì rất là tốt. Nè, các bạn thấy không? Cái này thì các bạn để toner hoặc là để water, nước ha. Là máy này. CC có màu trắng, màu đen, còn khoảng 10 cái ha. Còn này là của CC đang xài. Thì có nhiều bạn hỏi CC có bỏ serum vô được không? Thì câu trả lời là không. Phải bỏ những cái gì mà nó là nước thì nó mới có cái hơi ra được. Serum không được ha. Rồi có bạn còn hỏi CC là em bỏ phấn nước vô được không? Cũng không luôn ha. Tại vì serum và phấn nước nó nặng, sao nó ra được cái hơi xịt, không được. Chỉ có cái chai mist, cái chai mà khi mà các bạn trang điểm xong, các bạn đánh phấn xong rồi thì các bạn muốn cho nó giữ cái phấn nó ăn vô trong da của các bạn và nó giữ lâu thì các bạn dùng cái nước đó các bạn đổ vô trong này được. Nói chung cái gì là nước là được ha. Rồi các bạn đi theo như vậy đó, zigzag thì phấn nó sẽ ăn vô trong da các bạn sẽ được. Còn có một số bạn nữa thì xài quen với nước rồi, các bạn nói là khi các bạn đánh phấn rồi nó không có ăn đó, cái các bạn lấy nước các bạn vỗ lên chừng tiếng đồng hồ nó ăn à. Làm như vậy thì nó rất là mất công, mà nước mà nó như vậy đó thì nó sẽ ướt cái áo đẹp của mình ha. Cho nên các bạn có thể đổ nước vào trong này và các bạn cho nó đi hết cái khuôn mặt của các bạn. Thành ra cái máy này nó có ba cái công dụng. Một là các bạn bỏ nước, hai là các bạn bỏ toner. Toner một ngày có thể xài 2-3 lần. Cái thứ ba là các bạn bỏ cái chai mist mà toner. Cái chai mist toner đó chỉ dành cho các bạn nào đi làm mà các bạn đánh phấn. Nghe kỹ nha, đánh phấn. Cảm thấy da các bạn nó không có ăn phấn á, và các bạn phải lấy nước các bạn đắp lên, hoặc là các bạn chờ mấy tiếng đồng hồ nó ăn vào da các bạn thì các bạn dùng cái máy này. Thì các bạn bỏ cái mist toner. Cái mist toner đó dành cho các bạn đánh phấn. Cái đó là CC hỏi cái cậu BD ở ngoài Messi đó. Cái chai đó mua của Mỹ cũng được, rẻ. Đây, chai đó xài tới bao giờ mới hết các bạn. Đây. Cái này thì ba công dụng: bỏ nước, bỏ toner và bỏ cái mist toner. Còn serum và phấn nước là không được ha. CC có hai màu, màu đen và màu trắng. Rồi. Cái truyền dịch Vimo của bốn bạn CC để sẵn ở đây rồi. Nhưng có một bạn thì nói rằng là chị ơi em đi chơi cho nên chị đừng có gửi. Khi nào em về em báo cho chị thì chị gửi. Đó, cho nên là hàng về là CC phải khui ra hết nha các bạn. Cái hộp của người ta là như vậy nè. CC phải khui ra để CC kiểm tra coi ở bên trong nó là cái gì. Thì cái này cô em này cũng mua. Cái này là tinh chất cá hồi trắng da. Trời ơi, CC nói với các bạn nha, cái này nó mắc hơn cái vàng CC xài có mười mấy đô à, mà nó mê luôn đó. Nếu mà mình nói là nó thần thánh quá thì chắc không dám nói như vậy đâu. Nhưng mà đêm hôm qua CC xài, cái này nó dưỡng ẩm rất là cao. CC nói với các bạn là da của CC hiện bây giờ là phải xài những cái gì nó liên quan tới treatment. Thì khi cái treatment nó đưa vào trong da của CC đó là chừng
cho là 10 phút đi, nó thẩm thấu hết, nó khô. Thì bắt đầu CC phải bôi thêm một lớp dưỡng ẩm nữa. Đó, rồi CC để như vậy. Nhưng mà hồi hôm qua CC khui cái chai này, CC làm video rồi, lỡ tay delete mất rồi. Hôm qua CC khui cái chai này ha, CC xài thử cho tới sáng ngày hôm nay nè. Trời ơi, các bạn nhìn da của CC nè. Các bạn thấy không? Nó bóng mà nó láng, cực kỳ là láng luôn. Chưa xài cái gì trên mặt hết nha các bạn. Chưa hề xài một cái gì trên mặt luôn. Cái mà mình nói là nó láng quá đi. Trời ơi, nó láng mà CC nhìn, CC nghĩ, ủa nó có bị cái gì không vậy trời? Nó láng tới như vậy. Nhưng mà bây giờ da của CC vẫn còn chưa có đều màu, là tại vì CC kéo cái cơ đó, cho nên nó vẫn còn vàng vàng, nó chưa có đều màu da được ha. Chỗ hồng, chỗ trắng, chỗ vàng. Tại vì Thủy nói là 2 tháng chị, thành ra bây giờ cái chỗ nào mà nó, cái cơ nó vẫn chưa có ấy đó, thì nó vẫn còn. Mới đầu là nó trắng, nó hồng hồng, rồi bắt đầu nó đỏ đỏ, rồi bắt đầu nó qua tới vàng, rồi bắt đầu nó mới trở lại trắng. Thì bây giờ nhiều chỗ CC thấy nó còn vàng, theo những cái mà cơ họ kéo lên cho mình. Thì bây giờ không có nói tới cái đều màu da đi, là tại vì vết thương nó chưa lành ha. Nhưng mà CC thấy cấy cái đó CC mê quá các bạn ơi. Cấy thiếu liệu trình, xe khích lỗ chân lông các bạn. Mấy chị bạn CC kìa, nói CC ơi, nó bay những cái nám lợt lợt luôn. Những cái tàn nhang nó lợt hẳn luôn, chứ nó không hết, nó lợt. Bây giờ chỉ còn một cái quan trọng nhất là các bạn phải biết là xài những loại serum nào để cho nó đi vô chung với lại cái da mà các bạn đã cấy. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn nếu mà sức, cái nào bạn sức không được, cái treatment là nó khác, cái dưỡng là nó khác. Những cái như ở Messi bán, ở này nọ bán, thì chỉ là dưỡng da đẹp. Còn chúng ta hiện bây giờ là da như da CC nè, là vết thương. Cho nên các bạn phải đưa những cái gì đó để nó vào trong cái vết thương mới, nó nuôi ấp từ từ lên, nó mới đẹp. Thì đây là của cô em này. Cô em này mua bộ này. Cô em mua cái hộp serum này là cá hồi mà trắng da. Cái này là tinh chất nha các bạn. Đây, cái bộ vi kim này á, người ta gọi là truyền dịch. Ta dài quá rút nó không ra luôn đó các bạn. Nhưng mà mỗi cái này là một cái ống serum, còn cái này thì chỉ là cái ống không, để cho bạn đổ cái serum. Bị đứt tay nữa nè. Cái này hôm bữa CC có làm video rồi. Cái này ở nhà các bạn tự làm luôn, còn CC là tới chỗ Thủy để làm. Cái này các bạn cứ tự làm đi, nếu các bạn không có đi Việt Nam được thì các bạn tự ở nhà các bạn làm ha. Các bạn mở ra, xong rồi các bạn dùng đúng cái serum của họ. Ô, cái này nó dán băng keo rồi các bạn ơi. Cái chai serum nó nhỏ nhỏ. Bữa CC có mở thử một hộp rồi. Đây. Ô, không được các bạn ơi, dán hết rồi. Thôi, cái chai serum nó nhỏ, nó nhỏ bằng một nửa cái chai này nè. Các bạn mở cái chai đó ra và các bạn đổ vô trong đây. Sau đó các bạn vặn nắp lại. Rồi các bạn bật cái nắp này ra. Đây là những cái đầu kim nè. Rồi các bạn ịnh lên chỗ râu rồng, chỗ này, đuôi mắt. Cái chỗ nào nó nhăn các bạn ịnh vô. Rồi sau đó các bạn đi cái trán, chỗ nào nám các bạn ịnh vô. Chung với lại cái serum của họ. Hộp này là của Mỹ nha các bạn. Một cái chai serum của họ bán cũng đắt tiền lắm, cả trăm đô một chai. Nhưng mà chai lớn nha. Còn cái này đó là họ có 6 chai ở trong này cho các bạn luôn. Thì một chai là các bạn xài một lần, 2 tháng các bạn mới xài lại một lần ha. Xài xong là dục cây kim luôn, không có để lại ha. Thì một hộp này các bạn xài được 1 năm. Các bạn tự ở nhà các bạn làm đi, là đẹp lắm luôn đó. Chỗ nào nám ịnh vô, chỗ nào
nhăn ịn vô ha. Khi mà các bạn làm cái đó xong rồi thì các bạn dùng cái serum của mình các bạn bôi vào cái này, rồi các bạn mua một cái loại serum ban ngày và ban đêm, hoặc là các bạn xài chống nắng cũng được. Trong cái thời gian các bạn xài cái này khoảng 2 tuần không có đánh phấn nha. Đây. Sẽ làm cho da các bạn nó căng lên, nó mịn, nó láng mà nó đẹp. Biết bao nhiêu người Mỹ họ đã xài rồi các bạn, bây giờ mình biết là quá trễ rồi. Ngày xưa đắt tiền lắm các bạn, bây giờ thì rẻ tiền rồi. Đó, nếu mà bạn mua một bộ giống như cô em này, CC bỏ chung vô như vậy ha, CC gói kỹ lưỡng lại để như vậy và gửi đi luôn cho các bạn ha. Bốn bạn mua thì ở đây một hộp, và đây tổng cộng là bốn hộp. Cái này về nhiều lắm rồi ở ngoài tiệm con CC á, tại vì này bán ngoài tiệm mà. Và đây là những cái quần ấm CC có mua thêm ba màu nữa, tức là 8 màu luôn. Để CC nói với các bạn, cái quần này á, con CC email nói chuyện với người ta rồi, nó là một cái loại thun cỡ nào bạn cũng mặc được hết. Người ta ghi cái size là cái chiều dài thôi, và cái đáy, cái đấy. Nhưng mà đó, lần này đó là CC lựa một cái loại thun, tức là free size, bạn nào cũng mặc vừa hết. CC mua hai loại. Cái loại sau này là nó có được 8 màu, thì cái 8 màu đó là free size để cho các bạn dễ mặc ha. Còn CC mua cái đợt trước là mua giống của năm ngoái, thì nó khác nhau chỉ là cái nó dài một chút và nó ngắn một chút, tí tẹo thôi, một phân, hai phân vậy thôi. Đó thì các bạn yên tâm là đừng có sợ cái size nó to như vậy nè, bạn nào cũng mặc vừa hết. Nhưng mà bạn quá to thì CC sẽ lựa cho bạn cái mà cái đáy nó dài, chỉ có vậy thôi. Còn cái bề ngang nó thì người ta không có tính như vậy. Thì là như vậy, có 8 màu nha các bạn. Các bạn nào muốn mua trước thì CC sẽ để đủ màu cho các bạn. Các bạn mua đủ 8 màu hoặc là các bạn mua 5 màu, CC sẽ bán cho các bạn một cái giá nó rẻ hơn để coi như là trừ vào cái tiền cước phí. Còn các bạn nào mua lẻ mà dưới 5 cái thì CC vẫn tính giá bình thường. Đó. Đẹp lắm. Trời ơi, màu tím mê luôn. Chị chờ đi ha, mấy màu đó nó chưa có về. Thành ra đừng có lo lắng cái size nha các bạn. Chỉ cần bạn nói cái size cho CC là CC biết lựa cho bạn rồi. Nếu mà size bạn quá lớn, còn chung chung là các bạn S small, small, medium là chung. Tại CC mua loại free size mà. Có 8 màu tổng cộng ha. Nhưng mà cái màu mà các bạn mua nhiều nhất sẽ là màu đen, màu nâu, màu kem, màu xanh dương và màu gray. 5 màu là các bạn mua nhiều nhất đó. Các bạn có thấy ngày hôm nay CC mặc đồ đẹp không? Cao đầm này size 4. Lý do tại sao mà ngày hôm nay CC mặc bộ đồ đẹp như vậy là CC mới vừa đi ăn với lại ông bạn bác sĩ Mỹ của CC về. Ông thích CC mặc những cái kiểu đầm như vậy. Tay kéo lên để đi với những người bạn của ông. Đi riêng với ông thì mặc đồ khác, những cái áo thun bình thường ông hay mua cho CC. Còn đi mà có những người bạn của ông thì ông muốn CC lúc nào cũng phải mặc đầm, nói chung là xinh đẹp. Ở bên CC ngày hôm nay trời không có lạnh cho nên là mặc nè. Cái này size 4 đó các bạn, cho nên nó hơi lạnh với CC một chút. Đó. CC mặc những kiểu đầm này nhiều lắm các bạn. Kiểu đầm này CC mặc đi làm, rồi những kiểu đầm cái loại kia CC cũng mặc đi làm. Đây là những thương hiệu rất là nổi tiếng ha. Size 4 nè, đẹp không ạ? Hơi rộng chút nhưng mà thôi kệ không sao. Người đẹp vì lụa, các bạn mặc một bộ đồ là các bạn đẹp một cái kiểu khác. Các bạn mặc một cái áo đầm, các bạn đẹp cái kiểu khác. Và các bạn nói chung là mỗi người mỗi vẻ. Một cái body của các bạn đó, nhưng mà các bạn mặc được rất là nhiều loại.
Không phải cái nào các bạn mặc cũng đẹp, không có đâu. Cho nên các bạn phải biết nhìn, mình mặc cái kiểu nào đẹp. Nhưng làm sao bạn biết được bạn mặc cái kiểu đó đẹp? Bắt buộc bạn phải mua cho đầy đủ hết tất cả những cái design người ta ra. Mua hàng trung bình, hàng on sale, hàng rẻ tiền để thử cái đã, coi coi nó như thế nào. Không những là body các bạn mặc được cái đó, nhưng mà còn sự tự tin của các bạn, còn cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách ăn, cách nói của các bạn, nó có phù hợp với cái bộ đồng đó hay không, với cái bộ đồ đó hay không. Giống như CC mặc như vậy nè, là đi bên cạnh một vị bác sĩ Mỹ trắng lớn tuổi, mà bạn bè của ông thì đó, các bạn biết sẽ toàn là những người như vậy. Cho nên chúng ta cần mặc những cái bộ đồng thật là xinh đẹp, sang trọng, và cái cách đi của các bạn nó cũng phải khác. Cách nói chuyện, diễn tả, vân vân. Còn nếu như mà CC đi chơi với bạn bè, hoặc là con CC hú một cái chạy, là CC mặc khác, mặc đồ bụi đời, mặc quần thụng, rồi đi này đi kia. Thí dụ như CC đi công viên, dẫn mấy con chó đi chơi, thì CC mặc đồ khác, để làm chi? Để ngồi được các bạn. Chứ mặc đầm vậy sao các bạn ngồi kiểu như vậy, ai coi cho được? Rồi mặc đầm như vậy mà ngồi như vậy cũng ai coi cho được? No. Mặc đầm này là dạng đầm sang, các bạn cần phải duyên dáng, lịch sự một chút. Mỗi người chúng ta, mỗi tướng, mỗi kiểu, mỗi cách, không ai giống ai hết. Bởi vậy đừng có chê ai. CC nói thật, ngày hôm nay tướng các bạn như vậy đó, các bạn mặc đồ như vậy đó, 10 năm sau nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Ô, nhỏ này hồi đó thấy nó yểu điệu thục nữ dữ lắm mà ta, sao bữa nay nhìn nó bụi đời quá, nó ngầu quá vậy ta. Cái đó là sự thật. Thành ra đừng vội chê ai. Cái thời, cái tuổi của các bạn nó tới như thế nào, các bạn cứ theo như vậy. Giống như ông bà ta có câu nói, ăn theo thuở, ở theo thời. Thì các bạn cứ làm như vậy là đúng thôi. Ha. Các bạn cứ tự tin mặc đồ đẹp. Và CC báo tin vui cho các chị em. CC sẽ mở một cái tour du lịch sửa sắc đẹp Hàn Quốc và sửa sắc đẹp ở Việt Nam. Nhưng mà cái điều đầu tiên CC sẽ đưa các bạn tới Thủy, và các bạn muốn làm thêm những cái dịch vụ nào khác nữa thì CC sẽ tham khảo thêm vài bác sĩ nữa. CC sẽ nhờ những người quen biết của CC ở Việt Nam, bác sĩ nào chuyên làm về cái nào đẹp, chẳng hạn như bác sĩ căng da mặt, bác sĩ sửa mũi, bác sĩ nâng cằm, hay là làm những cái gì. Còn cái cấy với lại đánh tô mát giống như CC thì bình thường. Thì báo tin cho các bạn để cho các bạn chuẩn bị. CC sẽ phân tích rất là rõ ràng, các bạn nên đi qua Hàn Quốc làm hay là nên đi về Việt Nam làm, và đi như thế nào cho nó tiện lợi, bao trọn gói luôn. Các bạn từ ở Mỹ bay qua Hàn Quốc, các bạn từ ở Việt Nam bay qua Hàn Quốc, các bạn Việt kiều về Việt Nam chơi, sau đó đi chơi, đi chơi đã mấy ngày đi, ăn uống đã đi, sau đó các bạn đi qua bên Hàn Quốc làm xong rồi các bạn về lại Mỹ luôn. CC sẽ connect với lại những chỗ bán vé máy bay, xin visa, giá tiền mà các bạn qua bên Hàn Quốc các bạn sửa, đây là giá gốc luôn, không có qua trung gian, không có gì hết. Giá này là cam kết 100% giá của bệnh viện, và bác sĩ này rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc. CC sẽ làm ra một cái bài toán tính cách nào nó lợi và cách nào nó không lợi. Thí dụ như các bạn về Việt Nam chơi nè, tiền vé máy bay nè, tiền cho gia đình, tiền ăn, tiền ở, tiền này tiền kia, các bạn tốn bao nhiêu tiền cho một cái chuyến như vậy. Còn các bạn từ ở Mỹ, các bạn không có thời gian nhiều, các bạn bay qua Hàn Quốc các bạn làm xong các bạn về liền khoảng 2 tuần thôi. Các bạn xinh đẹp, mà cái hay ở Hàn Quốc sửa ngực, sửa xong cứ đi lông nhông chơi luôn, không có đau đớn gì cả. Miễn sao các bạn uống thuốc đúng giờ, không cần phải kiêng cữ gì hết. Cho dù các bạn có làm Tommy thất, có mổ, có xẻ, mấy tiếng hồ sau đi ăn seafood tỉnh bơ. Ở Mỹ cũng vậy, căng da mặt bác sĩ cũng nói đâu cần kiêng cữ gì đâu. Cái thuốc bây giờ các bạn không có cần kiêng nữa, da thịt nó không có lồi các bạn. Giống như ngày xưa, tại sao khi chúng ta sanh đẻ phải xông hơi, phải này phải kia, phải kiêng cữ một tháng
Bây giờ không có, bây giờ nó có thuốc hết trơn rồi. Mới đẻ em bé xong ra 3 ngày, bé em bé đi vòng vòng chơi ngoài đường có bị gì đâu, cũng khỏe mạnh. Tất cả là do thuốc. Cái công nghệ càng ngày nó càng phát triển, nó nâng cao. Thành ra các bạn phải sống theo những cái gì nó mới mới mới. Bác sĩ là người chữa cho các bạn, bác sĩ là người làm đẹp cho các bạn. Mà bác sĩ cam đoan với các bạn, bác sĩ nói mà các bạn không tin, các bạn cứ theo cái kiểu ô ngày xưa cũ rồi này nọ, là lỗi ở các bạn chứ không phải lỗi ở bác sĩ. Bác sĩ người ta dặn kỹ rồi, cứ việc ăn xin phút thoải mái, cứ việc làm này cứ việc làm kia, miễn sao đó những cái quan trọng người ta dặn các bạn uống thuốc đúng giờ nha, và tránh này nọ kia, thì các bạn làm đúng rồi thôi, không kiêng không cử gì hết. Thành ra để CC sẽ làm ra một bài toán coi cái cách nào nó lợi cho chúng ta, hoặc là các bạn sửa sắc đẹp ở bên Hàn Quốc rồi 2 tuần rồi, từ Hàn Quốc các bạn bay về Việt Nam luôn, lúc đó các bạn xinh đẹp rồi, sẽ có người hướng dẫn các bạn rất là chu đáo. CC đi chung với các bạn thì chỉ là vui, đi chung để vui thôi chứ giờ chưa biết là sửa cái gì. CC rất là muốn sửa cái mông các bạn ơi, muốn lắm. Nhưng mà nếu mà CC về độn cái mông là CC sẽ làm chỗ của Thủy, tại vì CC thấy chỗ của Thủy làm cho khách rồi đẹp lắm luôn đó các bạn, mà rẻ tiền chứ mấy chỗ khác làm trăm mấy chục triệu tiền đâu CC làm, chỗ Thủy làm không có tới như vậy, chỗ Thủy làm chắc chừng mấy chục triệu à đó, đẹp thiệt là đẹp. Cái quan trọng là cái túi họ bỏ vào cho bạn của gì nha, hiệu gì, brand nào, có nước nào nha. Còn sữa thì vô giá, giống như cái này cũng vô giá, cái này cũng vô giá, tùy các bạn chọn đó. CC mà về mà sửa cái mông thì theo như Thủy nói cũng khoảng 10 ngày hoặc là 2 tuần, chị phải nằm sấp, cứ phải chống cái mông lên trời như vậy nè, rồi này nọ, thì CC nghĩ đối với CC cũng là cực lắm luôn đó nha. Nhưng mà CC sẽ cố gắng để cho cái mông đẹp đẹp đi, rồi chừng 15 20 năm nữa mình có chết cũng không sao ha. Đó, chứ CC không có muốn sống mà lớn tuổi như vậy đâu các bạn. Cho CC chừng 70 75 là tối đa. Chúa gọi CC đi vào những cái năm tuổi đó là CC rất mừng rồi ha. Cái quan trọng đó là cái túi mông hoặc là túi ngực họ bỏ vô cho bạn là của cái nước nào và cái loại túi nào, nó đắt tiền hay nó rẻ tiền là ở cái chỗ đó đó. Thành ra đó là CC muốn nếu mà có cơ hội một vài năm nữa CC về Việt Nam, CC sẽ độn cái mông. Kệ đi, coi như là còn 20 năm nữa đi các bạn ha. Thì mình làm đẹp đi để hưởng thụ 20 năm nữa cũng được. Sống cho mình đi các bạn. Liên lạc với CC nếu các bạn muốn căng da mặt hoặc là cấy da mặt, nâng cơ, sửa mũi, độn cằm, làm vân vân, đủ các loại dịch vụ các bạn cần. Rồi, đó là tin vui ngày hôm nay CC báo với cả nhà đó. Bây giờ CC xin được tạm ngừng video ở đây nha. Bye bye. I love you.